Nào, bây giờ để bố hỏi nào. Hỏi đi nào trả lời nhá. Đây là gì? Gấu. Gấu, đúng rồi Hoan Hô. Thế đây là gì? Quả hấu, đúng rồi. Đây. Cá. Cá chuẩn. Này. Con quay thấy nó khó nhìn quá. Gà, đúng luôn. Thế đây là gì? Ô tô. Ô tô chuẩn. Thì đây là gì? Đây đây mà. Đây không không, từ từ. Từ từ để bố hỏi dần dần. Đây, không cướp nhá. Nào. Thế đây đây là con gì? Ôi sao lại cứ thế nào? Nào 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 nào. Nào cướp. À, để bố hỏi nhá. Này. Con gì đây? Cà cà. Cà cà Hoan Hô. Con gì đây? Ngựa. Ngựa chuẩn Hoan Hô. Con gì đây? Con gì đây con? Con gì đây? Đây nhìn đây. Cá. Chuẩn luôn. Gì đây? Ấu. Chuẩn luôn. Cái gì đây? Cá. Cá chuẩn luôn. Cái này khó này. Cái này là gì? Cái này là xe gì? Chú Ninh. À chú Ninh, xe đạp của chú Ninh. Thế cái này là cái gì? Thìa. Giỏi quá. Con này con gì? Châu. Đây là gì? Này Lào ơi. Này. Này. Gì đây nhỉ? Gì đây? Bảo đi. Thì đây nào, chơi tiếp nào. Nhanh lên. Thế đây con nằm đây bố hỏi nhá. Gì đây? Hả? Hay ngồi dậy đi, ngồi dậy học chỗ ai? Nhanh lên. Nào ơi, học bài đi để nào. Nào. Ngồi dậy học chỗ ai? Nào mới học cái bé, rồi. Bé nào được bao nhiêu tháng nhỉ? Tháng 16 tháng 7, 16 tháng 4, 16 tháng 3 là được 20 tháng nhỉ? Ừ, nào học bài nào. Nào ơi, học bài nhanh lên, nào mẹ Lào cho nào lại đi học bài để hỏi tiếp là còn nhiều lắm. Ôi ôi, đi bán hàng. Bì ba, bì bồ. Lào ơi, này bố hỏi này. Nào ui, ơi, cái này hay chưa? Này. Này, này. Cái gì đây con? Này, này. Cái gì đây? Gì đây? Bảo đi, nào để đi chơi. Hiểu ngã. Gì đây nhỉ? Ô, chị chẳng quá. Này, gì đây? Lúc hôm qua nó nói được hết. Thế không ai chơi về nữa nha. Bố hỏi không trả lời thì thôi nha. Này. Con gì? Ngựa. Chuẩn. Hoan Hô đi. Phải Hoan Hô nào cái chứ. Tiếp này. Nào. Nào. Nào ra hỏi đi để đi. Nào. Thu mấy cái này lại. Tịch thu mấy cái này lại. Nào. Này bố hỏi này. Cái gì đây hay chưa? Cái gì kia? Trời ơi căng quá. Ta nói đi. Nhanh lên. Quá giả. Nhanh lên, các bác đang xem này. Hỏi này, cái gì đây? Xe gì? Máy. Chuẩn luôn. Gì đấy? Con gì? Con gì? Con gì? Nào, Hoan Hô, con gì? Con gì đấy nhỉ? Trả lời đúng với Hoan Hô. Đúng rồi Hoan Hô. Gì đây? Hoa. Hoa Hoan Hô. Con gì? Gà. Gà Hoan Hô. Gì đây? Con gì đây? Gà. Con gì? Gấu. Gấu đúng rồi. Gì quả gì? Quả túi. Quá chuẩn. Con gì? Mèo. Ừ, con mèo. Con gì? Cá. Hoan Hô. Một người Hoan Hô chứ. Con gì? Cáo. Con gì? Bò. Con bò đúng rồi. Gì đây? Giày. Giày Hoan Hô. Gì đây? Gối. Gối Hoan Hô. Con gì? Cà cà. Con cà cà Hoan Hô. Con gì? Cà cà. Con gì? Cà. Cà. Con gà đúng rồi. Con gì? Cá. Chuẩn. Con gì đây? Chó. Ôi giời, xong hết rồi.
rồi. Con gì đây? Cua. Cua chuẩn. Con gì đây? Con gì nhỉ? Chim. Chim rồi. Gì đây? Quá hay. Gì đây? Ôi rồi được đấy. Con gì đây? Voi. Voi đúng rồi. Gì đây? Nào. Nào ơi học bài đi nào, con. Nào cái tí tí nữa nhá. Nốt nhá. Gì đây? Cái gì? Không, cái đây mà. Đây gì? Bay. Bay được. Thế đây là gì? Đùa chuẩn thế. Này này. Này xem hết rồi. Đây. Đây bố hỏi cái này. Bay. Ừ cái đấy là bay thì đúng rồi. Thế cái này. Cái này là gì? Cái này là gì? Wow. Ôi chuẩn, xong hết rồi. Cái gì đây? Này cái này, cái này khó này. Cái gì này con? Này. À đây cái gì đây con? Bảo cái gì đây? Bảo lốt đi. Tay. Tay đúng rồi. Cái này là gì? Bố hỏi nốt này. Ô tô quá hay. Con gì đây? Con gì đây? Nào nói nốt để đi chơi. Con gì đây? Con gì nhỉ? Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Ô tô ném mất rồi. Thế con gì đây? Con gì? Chốt chốt con này nữa để đi nào. Này, nốt con này bố hỏi đúng con này nữa thôi. Ừ, lười học rồi. Thôi, lười học rồi. Bye bye nhá.